bước luyện nghề hiệu quả, bạn cũng đã thực hành nó. Nhưng đôi khi bạn có thể cảm thấy thực sự khó khăn hay thất vọng về việc nghe hiểu của mình. Có thể khi thực hiện việc check chính tả, cả bài bạn chẳng nghe được gì, hay có những bài bạn chỉ nghe được một, hai từ. Điều đó làm cho bạn cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc. Như tôi đã nói, chúng ta không nghe được thì mới phải luyện nghe. Còn nếu chúng ta đã nghe và hiểu hết rồi thì cần gì phải luyện nghe nữa, phải không nào? Vì bạn nghe không hiểu chính là một phần trong chuyến hành trình luyện nghe của mình. Và tôi cũng đã từng giống bạn, đã từng trong giai đoạn nghe mãi mà không hiểu. Nhưng một khi bạn đã nghe đủ lớn và đã làm cho đôi tai của bạn quen với các âm thanh, thì việc mà bạn nghe hiểu sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Bạn thân mến, tôi muốn bạn nhớ điều này. Luyện nghe là một quá trình và bạn cần phải kiên trì. Bạn không thể nhìn thấy sự tiến bộ của mình ngay trong ngày 1, ngày 2 được. Tôi không muốn bạn tập trung vào cái đích đến là nghe hiểu hết những gì mà người nói. Mà tôi muốn tập trung vào từng tiến bộ nhỏ trong quá trình nghe của bạn. Việc một ngày bạn nghe thêm được 1 đến 2 từ so với ngày trước đó, đó cũng đã là một tiến bộ đáng để bạn khích lệ chính bản thân mình rồi. Hãy tập trung vào những tiến bộ của mình, dù đó chỉ là những tiến bộ rất nhỏ, thay vì tập trung vào những gì mà bạn không nghe thấy. Hãy tập trung vào một đích đến rất to là nghe hiểu 100%. Và khi bạn tập trung vào những thứ mà bạn chưa thể làm được, hay tập trung vào đích đến mà bạn vẫn chưa thể đạt được, thì nó sẽ chỉ càng làm cho bạn thất vọng và chán nản mà thôi. Nó khiến bạn không muốn cố gắng thêm nữa. Hãy nhớ rằng luôn luôn tập trung vào cái mà bạn đã làm được. Đừng quên bạn phải luyện nghe mỗi ngày. Vì mỗi một cố gắng nhỏ của bạn nhưng liên tục sẽ tạo ra một kết quả to lớn. Nhưng một cố gắng lớn được làm một lần sẽ không mang lại kết quả gì cả. Để kỹ năng nghe của bạn tốt, bạn phải biết hy sinh những thói quen hiện tại của mình. Tôi biết có những bài hát tiếng Việt, có những ca sĩ Việt mà bạn vô cùng yêu thích. Việc bỏ thói quen nghe những bài hát đó sẽ là một khó khăn rất lớn đối với bạn. Nhưng bạn cần phải làm. Hãy hạn chế việc dành thời gian quá nhiều cho những bài hát tiếng Việt, vì nó không giúp cho bạn có thể nói tiếng Anh trôi chảy hơn. Hãy chuyển sang những bài hát tiếng Anh. Bạn cũng có thể tìm những ca sĩ nước ngoài hợp với gu của bạn. Hãy làm điều đó. Và tôi biết rằng bạn có thể làm được.